Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Cái xác ướp này ngược lại cũng không mạnh lắm. Đi vào cánh cửa này, chúng ta sẽ quay về tầng mộ thất đầu tiên. Đi thôi, Silver, nguyên lý mê cung ngẫu nhiên của bốn cánh cửa này, cậu có làm rõ hay chưa? Nói một cách đơn giản, đây tương đương giống với một ma vương bị phong làm lộn xộn. Nhìn thì vô cùng hỗn loạn, nhưng nếu dựa theo bước đi riêng thì có thể như ban đầu. Bây giờ tôi chỉ có thể hiểu được một vài thứ quy luật trong đấy. Tôi dám khẳng định, phía trước tuyệt đối là mộ thất đầu tiên. Nó vẫn đang ở trong đó chờ. Hình như đã sớm đoán được chúng ta sẽ sớm tới đây. Xác ướp cốc quân chủ, chúng ta thật sự là đối thủ của nó hay sao? Đừng có nhiều như vậy nữa. Cứ đánh trước rồi tính. Đây là ma pháp hệ thủy, xác ướp này sao có thể biết được ma pháp cao cấp của nhân loại? Không ổn, là hạo kiếp thủy tiếu. Mọi người nhanh tụ tập cùng nhau. Cơ thể khổng lồ, không chống lại được nữa. Ai có ma cụ phòng ngự chi viện một chút đi. Ánh sáng kết giới, hợp dụng chi thuật. Xác ướp kia đi đâu rồi? Nhanh nhé đi, là ma pháp siêu giai hệ lôi. Chúng ta trước đây khi chặn hạo kiếp thủy tiếu đã dùng hết năng lực phòng ngự rồi, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Hải đế, cô hãy dùng đàn hồi hệ hỗn độn. Triệu Mãn Duyên, cậu dùng phòng ngự hệ thổ. Những người khác cũng có thể làm yếu đi uy lực của sấm sét. Vô dụng thôi. Chúng ta cho dù có thể làm yếu đi một nửa uy lực của sấm sét này, còn lại, nếu đánh lên trên người cũng chết. Nếu như không muốn chết thì cứ làm theo tôi. Vòng xoáy hỗn độn, nham ma chi phúc, toàn thạch chi giới, băng phong linh cữu. Không được, không chịu đựng được nữa rồi. Mạc Phàm, đừng sợ, còn lại cứ để tôi gánh. Để tôi đến khiêu chiến với giới hạn của thể chất ác ma này một chút. Sắp kết thúc rồi, Mạc Phàm, cố lên. Lại dùng cơ thể để chống lại sự trừng phạt của lôi giới. Đúng là một tên quái vật, Mạc Phàm. Đến lượt ta phản kích rồi, ngươi cũng đến nếm thử mùi vị của sấm sét đi. Ơi, tim đau quá màn. Còn sững ra đó làm gì nữa, nhanh hợp lực diệt nó. Hỗn độn nhiệt chảm, chỉ là con người nại dám. Một người chết thì bớt phí lời. Tiềm Long Phi Huyền, cuối cùng đã giải quyết được rồi. Chúng ta đã giết chết xác ướp cấp quân chủ rồi sao? May mà có Mạc Phàm. Nếu như không phải là lôi điện phản kích của cậu ta, chúng ta nhất định không có sức đánh trả rồi. Silver, tiếp theo đi từ cửa nào? Ơi, chúng ta thật sự là phải tiếp tục hay sao? Con đường đi về tẩm cung của Harlequin. Xác ướp giữ cửa sẽ càng lúc càng mạnh. Còn yếu nhất đã khiến cho chúng ta nguyên khí đại thương rồi, tiếp theo. Cứ chờ ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi chúng ta dưỡng thương xong rồi, đi tiếp vào cánh cửa tiếp theo cũng không muộn. Mục Bạch, cậu đã trị liệu xong rồi hay sao? Tôi vốn dĩ cũng không bị thương gì cả. Mạc Phàm, có gì mà xem. Con nhện này, tôi cảm thấy trên người của nó có bí mật gì đó. Mục Bạch, xác ướp của cấp quân chủ đặc biệt nuôi dưỡng thứ này, cũng không thể nào để làm vật trang trí đấy chứ. Cậu có còn nhớ Silver đã từng nói gì hay không? Tử Ninh tinh khí sẽ thông qua con đường đặc thù để đưa vào trong quan tài. Ý của cậu là con nhện này rất có thể là dùng để vận chuyển tinh khí hay sao? Nhanh lên, bắt con nhện này xuống nghiên cứu một chút đi. Đúng là lớn thật. Ơi, tử linh tinh khí là thứ tốt đấy, chúng ta âm thầm chia phần nhé. Cậu dùng tụ hồn khí mãnh hấp thu tinh khí, đem tim phổi của nó giữ lại cho tôi làm ma khí tinh hải thế nào? Chốt. Lần này phát tài rồi. Năng lượng của tử linh tinh khí thuần khiết, hoàn toàn có thể làm tinh phách.
lại có thêm 8 tinh phách cấp thống lĩnh và 79 tinh phách cấp chiến tướng rồi. Lần này quân đoàn sói của mình đã được thành lập. Mạc Phàm, cậu đang làm cái gì vậy? Tôi đang cường hóa thú triều triệu hoán. Của cửa triệu hoán? Cái gì? Hạo kiếp thủy tiếu khiến não của cậu bị ngập nước rồi sao? Tinh phách của cấp thống lĩnh đáng giá cỡ nào? Cậu lại dùng trên người của triệu hoán thú như vậy sao? Cậu đây là muốn phá hoại tinh phách. Trong đó còn có tâm huyết của tôi nữa đấy. Tiểu Viêm Cơ, đừng quan tâm đến hắn. Nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Đi thôi. Dù sao bây giờ cũng không có đường lui nữa rồi. Kỳ nạ, ở đây sao lại có linh cữu? Nghĩa nào phía dưới? Đó là thứ gì? Trời ơi, là xà quân Medusa. Lần này ra ngoài là cấp đại quân chủ. Silver, tên khốn kiếp nhà cậu muốn hại chết chúng tôi hay sao? Lúc trước tôi đã nói qua rồi mà, cái này còn mạnh hơn cái trước. Mọi người cẩn thận.